một cái cầu bắc qua cái suối, cách điệu từ cái thân cây gỗ rỗng ruột, rất là độc đáo nha các bạn. Các bạn thân mến, sau khi từ thị trấn Kiến Đức, Nhân cùng chú Non đã uống cà phê ăn sáng xong thì bắt đầu là theo con đường DT681 để bắt đầu khám phá cái thác Đắk Lờ Lung. Cái từ cái ngã ba Kiến Đức mà đi vào thác thì khoảng 30 km. Qua cái con đường DT681 này, đây là một con đường thì cũng khá là xấu, nhưng mà đổi lại thì hai bên có cái phong cảnh rất là đẹp, mà chúng ta nhìn qua những cái đồi cà phê trồng tiêu rất là đẹp các bạn. Ở đây thì đa số là bà con người dân tộc Sì Tiên, họ sống rất là nhiều. Cái thác Đắk Lờ Lung này là một cái thác khá là nổi tiếng ở tại cái khu vực Đắk Nông này. Dân địa phương thì họ gọi là cái thác 72, bởi vì họ cho là cái thác này á, là nó cái chiều cao á, là 72 m. Nhưng mà Nhân tìm hiểu á, thì thông tin thì nó cái chiều cao của cái thác nó khoảng chừng 50 m thôi. Cho nên chúng ta cũng không có xác định được là chính xác là bao nhiêu mét. Thì đó là tất cả là những cái thông tin. Nhưng mà cái tên của nó thì là Đắk Lờ Lung, nhưng mà cái dân địa phương thì gọi là thác 72. Giờ này thì Nhân đang rẽ vào một cái con đường nhỏ này để dẫn vào thác. Cái đường vào này hôm nay thì cũng khá là xấu các bạn, do mưa gió rồi có những cái ổ gà nên cũng rất là khó đi. Chỉ còn khoảng vài km nữa thôi là đã tới cái thác Đắk Lờ Lung rồi. Ở đây thì họ có một cái bảng để là khu du lịch sinh thái thác Đắk Lờ Lung, 1.200 m. Ở đây thì thuộc về thôn 5, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông các bạn. Nghe cái cổng này họ để là khu du lịch thác Đắk Lờ Lung, kính chào quý khách. Vậy là chúng ta đi đúng đường. Giờ này thì Nhân đã đến nơi rồi các bạn, thấy có cái bảng là để khu du lịch sinh thái Đắk Lờ Lung, không biết là họ bán vé ở chỗ nào đây. Lúc trước thì Nhân vô thì cũng vắng lắm, có một cái ở đây như có cái quầy bán vé ở đây phải. Đều để là người lớn thì 60.000, trẻ em thì 40.000. Cho hai vé. Đây. 125 là có giữ xe luôn phải không? Xe vô là đưa thẳng vô bãi vô trong. Rồi, ok. Rồi. Nhưng thấy thì cái lần trở lại này thấy nó cũng khác các bạn, bởi vì họ cũng đang có những cái đầu tư, họ đang xây dựng thêm những cái hạng mục gì nữa nè. Lúc trước thì lần đầu mình đi thì nó vắng lắm. Ở đây xuống một cái dốc này cũng khá là dốc luôn. Lần này là đẹp rồi đó. Giờ thấy cái con suối mà trên đầu nguồn này các bạn, là nước bắt đầu nó chảy nhiều rồi nè. Hồi trước thì Nhân đi mùa khô không có nước gì hết á. Ở đây giờ nước nè. Ồ đã ghê chưa? Chưa, để hồi mình vô kiếm cái chỗ mình gửi xe. Bây giờ Nhân sẽ đi cái chỗ kiếm cái chỗ gửi xe.
các bạn thấy không, ngay chỗ cái đầu nguồn này nước rất là nhiều luôn. Đây họ có để một cái bảng là thác Đắc Cờ Lung, chào mừng quý khách. Cái lần trở lại lần này thì Nhân thấy rằng cái thác này họ có cái sự đầu tư rất là nhiều luôn các bạn. Ở bên kia là chúng ta qua cầu này thì bên đó họ có những cái nhà hàng để chúng ta có thể ăn uống, là trước thì không có. Ở đây Nhân thấy họ để là có câu cá giải trí nè. Cái mùa này là vô mùa mưa cho nên là cái ngọn suối đầu nguồn của cái thác này nè, nước nó chảy rất mạnh, thì chắc chắn là cái thác này là hôm nay là sẽ rất là hùng vĩ luôn các bạn ơi. Bây giờ Nhân sẽ từ bước đi sâu vào dưới cái chân thác để rồi review lại cho các bạn xem. Ở đây thì họ đang trong quá trình xây dựng rất là nhiều. Trước kia thì cái thác này là mùa cạn là chúng ta đi bộ qua bên bờ bên kia được, đi bộ qua bờ bên kia được để chúng ta có thể là đi cặp cái bề rừng là xuống chân thác cũng được. Nhưng mà ở đây thì lần này thì chỉ được đi qua phía bên đây thôi các bạn. Giờ như sẽ quay vòng vòng cho các bạn xem mấy cái chỗ ở trên đầu của ngọn thác trước. Ở đây phong cảnh rất là đã. Họ có những cái bàn bằng đá nè, cho du khách ngồi chúng ta có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh luôn, rất là đẹp. Đây các bạn thấy nước chảy rất là xiết luôn. Bây giờ mình chỉ còn một đường xuống là bên đây thôi phải không? Dạ. Còn hồi đó nước cạn mình đi qua đường bên kia. Dạ. Bây giờ đi qua đó cũng được. Đi cũng được đó phải không? Nước chảy rất là xíu luôn các bạn. Giờ Nhân sẽ đi lên ngay chỗ cái đầu của cái thác cho các bạn xem. Ở đây thì họ có rất là nhiều cái chỗ, những cái nhà mát nè, để cho khách có thể chúng ta bước vô đây nghỉ mát, ngắm cảnh. Quá là tuyệt vời luôn. Ôi, nước ở đây mà chảy xiết như vậy thì cái thác này nó đổ xuống là hùng vĩ lắm các bạn ơi. Ở đây cũng có những cái bộ bàn bằng đá này đó, để cho mà du khách có thể là ngồi. Đây là cái đầu nguồn của cái thác Đắc Cờ Lung rồi các bạn. Do cái độ nguy hiểm cho nên người ta cũng rào chắn lại, người ta không có cho mình đi ra ngoài. Thì họ để là vượt sâu vui lòng không vượt rào chắn. Họ cũng để an toàn cho du khách thôi, cho nên chúng ta cũng tuân thủ. Chúng ta chỉ nhìn được ở xa xa thì nghe cái tiếng thác đổ xuống là cũng rất là lớn rồi. Nước thì chảy rất là xiết các bạn.
đây thì vẫn không nhìn thấy. Một hồi dân sẽ xuống lên cái đường dưới chân thác, có những cái bậc thang các bạn thì mới tiếp cận được dưới cái chân thác được. Ở xa xa thì nhìn thấy là có những cái hơi nước các bạn, thác đổ xuống đó, mà tung lên trắng xóa luôn, quá đẹp. Bây giờ thì Nhân sẽ theo cái con đường để chúng ta xuống tới chân thác luôn các bạn. Hôm qua thì trời mưa cho nên là sáng nay các bạn thấy cái đường nó cũng còn khá là lầy, nước mưa còn đọng lại nè. Ở đây thì họ cũng đang xây dựng cho nên là ở đây cái sân này đúng ra là cũng phải lát đá rồi các thứ đó, nhưng mà chưa, chắc có lẽ là cũng chưa thấy công trình, cũng đang xây dựng thôi. Cái con đường xuống chân thác này thì chúng ta cũng đi qua một cái đoạn đường trong cái bìa rừng đó các bạn, có những cây rất là mát luôn, và thấy có những cây đây gọi là cây tổ rồng này, quá là đẹp luôn. Chúng ta đứng ở xa xa mà chúng ta nghe thấy cái tiếng thác là đổ xuống rất là lớn thì biết rằng cái thác là rất là hùng vĩ rồi các bạn. Cái lần trước Nhân đi thì cái mùa khô cho nên là cái nước nó ít lắm, nó không có chảy nhiều như vậy. Ở đây là cái khu vực của cái vùng rừng cấm á, của quốc gia Bù Gia Mập luôn các bạn. Thì từ đây cái diện tích rừng này rất là lớn, mấy trăm ngàn hecta là đi, nó giáp qua bên tới biên giới Campuchia, rồi giáp qua cái huyện Bù Gia Mập luôn. Cái đường đi bộ trong rừng này quá là tuyệt vời luôn, khí hậu nó mát lắm các bạn. Ở đây thì họ có đầu tư, họ trồng rất là nhiều cái cây tổ rồng luôn. Cái này Nhân thấy là đúng là trồng chứ nó không có mọc tự nhiên như vậy được. Quá nhiều cây tổ rồng. Khí hậu quá là mát luôn. Rõ ràng là Nhân thấy là lần này thì họ có cái đầu tư rất là nhiều các bạn. Lúc trước thì cái giá vé vô một người chỉ có 30 ngàn thôi, còn bây giờ thì giá vé là 60 ngàn, nhưng bù lại thì có đầu tư rất là nhiều cái hạng mục. Ở đây là có những cái bảng chỉ dẫn nè, lối đi xuống thác nè, còn ở đây là cái này chắc Nhân nghĩ rằng đây là cái nhà vệ sinh hay gì đây, nó cũng đang trong quá trình xây dựng thôi. Đây cái đường xuống thác, đường xuống thác này cũng cũng đang trong quá trình xây dựng nè các bạn, làm những cái lan can, cái tây vịnh á, theo cái kiểu như cái cây này, cũng khá là đẹp. Có những cái bậc thang xuống như vậy thì nó sẽ tiện hơn. Lúc trước Nhân đi thì cái bậc thang này nó có chỉ có một đoạn thôi, nhưng mà không biết lần này thì họ có làm xuống đụng chân thác chưa. Lần trước thì đi xuống một đoạn thôi các bạn, rồi bắt đầu là
là phải đi theo những cái vách đá rất là nguy hiểm. Những người nào mà lớn tuổi là hoặc là những phụ nữ là cũng không có thể dám đi đâu. Giờ này thì nhân thấy là họ có những cái bậc đá này cũng khá là bài bản nè. Qua cái chỗ này thì hai bên là vách đá nên cũng khá hẹp, cũng hơi tối đó các bạn. Con đường này ở đây thì lát đá rồi, rất là đẹp rồi. À, rất là đã. Nhận thấy là chỉ riêng về cái đầu tư mà có cái nhà hàng ăn uống là một cái điểm cộng. Bởi vì trước kia vô đây thì hoàn toàn là họ không có bán một cái gì hết á. Cho nên là sáng nay thì trong lúc mà vô đây thì Nhân cũng không biết là họ có bán gì ăn hay không. Cho nên hai chú cháu cũng mua sẵn những cái đồ ăn nhẹ thôi để đem lên. Trừ khi phòng khi là trưa có đói bụng để ăn. Nhưng mà bây giờ có cái nhà hàng thì đã yên tâm rồi. Các bạn thấy ở đây một cái vách núi nè, rất là đẹp luôn. Cái vách núi này có những cái nơi mà khuyết vô. Ở đây mưa là chúng ta có thể vô trong những cái hốc đá này, chúng ta đục mưa được luôn các bạn. Cái đường ở đây thì họ đầu tư họ lát đá quá đã. Ui đẹp lắm. Ở đây trong cái này không biết gọi là cái gì, nó giống như cái hang động nhưng mà không phải, nó không có cái cành đá nữa các bạn. Đây, nước liệu xuống ở đây thì họ cũng để cái tượng Phật Bà. Đó, trước mặt chúng ta là thác đã, chúng ta đã thấy rồi đó. Bây giờ ở đây thì nó có hai đường, một đường là xuống xuống dưới chân thác, đụng với chân thác luôn. Còn một đường thì đi ra cái dòm này cũng ngang chân thác để Nhân sẽ đi cái đường này trước. Ôi, thấy thác rồi các bạn, đẹp quá. Các bạn dòm thấy cái trần đá nè. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đúng ra là cái lần này Nhân thấy là họ đầu tư rất là hoàn hảo luôn. Nhân nghĩ rằng trong tương lai một vài năm nữa mà khi những công trình đây mà họ đầu tư cho nó đầy đủ hết á, thì đây là đúng là một cái nơi mà tham quan hết sức là tuyệt vời. Bởi vì nó chỉ lúc trước nó có một cái điều khó là cái đường đi xuống chân thác rất là khó đi. Còn bây giờ thì họ đầu tư, họ làm trên cái đường này họ lát đá có những cái bậc thang hết rồi. Đây các bạn thấy cái thác ở trước mặt chưa? Ôi quá đẹp luôn. Nhân sẽ đi theo cái đường cặp với cái vách đá này. Rất là sạch sẽ. Các lối đi như vậy thì rất là an toàn các bạn. Ôi đẹp quá đẹp luôn. Ở đây họ có một cái con đường dẫn xuống cái chân thác, cũng khá là dốc đứng nhưng mà có cái bậc thang cũng dễ đi. Giờ này Nhân sẽ đi theo cái bậc thang này đi xuống chân thác để review cho các bạn xem. Mặc dù có cái bậc thang nhưng mà nó cũng có nước mưa các bạn, cho nên là cũng đi cũng khá là thận trọng.
quá là tuyệt vời. Ở ngay cái đoạn này thì có những cái giọt nước ở trên cái tầng đá rớt xuống các bạn. Thực tình thì do không biết tả như thế nào, chỉ biết nói là hai tiếng quá tuyệt vời. Chúng ta đi mỗi một nơi, chúng ta ngắm nhìn những cái kiệt tác của tạo hóa như thế này thì chúng ta mới biết được là những cái điều kỳ lạ mà trong cái đời sống của chúng ta có thể là chúng ta chưa có trải nghiệm được. Nhân thì không có đi nhiều nơi, chỉ quanh quẩn ở Việt Nam thôi, nhưng mà đứng trước cái khung cảnh như thế này thì Nhân cũng cảm thấy một cái sự diệu kỳ mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Hết sức tuyệt vời các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục đi xuống sâu xuống chân thác luôn. Cái đường mặc dù có bậc thang nhưng mà Nhân đi cũng rất là thận trọng các bạn. Để nhìn thấy cũng rất là ghê. Nơi mà nước nó đổ xuống tiếp dưới đất thì chúng ta không có nhìn thấy được gì các bạn, bởi vì do cái độ cao nó quá cao, rồi cái dòng thác nó lớn, nó đổ xuống cho nên là những cái bọt nước nó dần lên trắng xóa hết, chúng ta thấy như là sương mù vậy, không có thấy gì hết á. Chỉ có một cái cầu vòng mà dắt ngang ở dưới ngang chỗ cái chân thác mà thôi. Tuyệt vời luôn. Ở đây thì cái cầu thang này nó dẫn xuống đụng dưới mặt nước luôn các bạn, nhưng mà chắc có lẽ là Nhân không có xuống dưới, bởi vì Nhân thấy ở dưới có những cái bọt nước nó dâng lên thì Nhân nghĩ là chắc quay phim cũng không có thấy được cái gì. Chúng ta đứng ở đây thì chúng ta cũng có thể là quan sát rõ cái chân thác này rồi. Bây giờ Nhân sẽ tiếp cận xuống tới tận chân thác luôn cho các bạn xem. Đúng ra Nhân cũng không có định xuống, nhưng mà do cái vẻ đẹp nó mê hồn quá cho nên là Nhân quyết định. Sẽ mạo hiểm xuống tận chân thác quay cho các bạn xem. Quá sức tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây,
Cái này thì chúng ta không có tiếp cận sát cái chân thác á, chúng ta không có đứng lâu được các bạn. Bởi vì hơi nước nó lên á, nên là chúng ta đứng một hồi là sẽ ướt mình giống như là chúng ta đang cầm mưa vậy đó. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ Nhân sẽ trở lên và tìm một cái chỗ nào bằng phẳng. Nhân sẽ bay lay cam để cho các bạn có thể là chúng ta nhìn ngắm một cách toàn cảnh hơn cái ngôi thác xinh đẹp và hùng vĩ này. Quá khá là tuyệt vời luôn. Bây giờ đi lên cũng khá là mệt các bạn. Đúng ra công việc của Nhân thì tối ngày chỉ trên máy tính, cho nên cái sự vận động cũng có phần hạn chế, cho nên thỉnh thoảng mà đi phượt mà leo những cái đồi dốc như thế này thì cũng rất là mệt các bạn. Nhưng mà dù sao nữa thì mệt thì nó có mệt, nhưng mà bù lại thì chúng ta cũng có được những cái trải nghiệm hết sức là tuyệt vời. Cái tuổi chúng ta cũng không còn trẻ, cái sức khỏe thì còn được lúc nào thì chúng ta cứ tận dụng để chúng ta có thể đi khám phá. Ui, lên tới đỉnh rồi thì thở cũng không ra hơi luôn các bạn ơi. Nhân sẽ bay lại cam ở tại đây. Đây, chú Nhân cũng đang say mê với cái cảnh đẹp ở đây.
Sau khi tham quan một dòng thác Cá Cà Lung thì hiện giờ Nhân cũng đã trở ra tìm một cái gì ăn, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu sẽ chia tay với cái khu du lịch thác Cá Cà Lung này để tiếp tục khám phá một cái vài nơi khác của tỉnh Đắk Nông. Hy vọng rằng qua cái video này thì cũng là một cái gợi ý cho những bạn nào chưa có đến thác Cá Cà Lung này, cũng như là những bạn có những ý định du lịch Đắk Nông, thì đây cũng là một địa điểm theo Nhân thì các bạn cũng nên trải nghiệm. Ở đây thì khung cảnh thì rất là đẹp, các dịch vụ thì đến hôm nay thì Nhân thấy là họ xây dựng cũng khá là hoàn chỉnh rồi các bạn, cũng có cái chỗ để chúng ta ăn, để chúng ta uống thư giãn, có chỗ câu cá, rồi có những cái hồ bơi vân vân, thì đây là một cái điều Nhân cho là rất là tuyệt vời. Và giờ này thì Nhân cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời giờ theo dõi, mong rằng các bạn ủng hộ Nhân bằng cách bấm đăng ký, cũng như là một like hay là chia sẻ cho mọi người cùng xem, để rồi Nhân có động lực cùng các bạn trải nghiệm những cái nơi tiếp theo mà Nhân đã đến, cũng như các bạn cũng ủng hộ những cái kênh karaoke của Thành Nhân để có thể là thư giãn mỗi ngày với những cái video karaoke mà Nhân upload. Giờ Nhân qua cầu này sẽ bước qua cái tòa nhà ở nhà hàng. Các bạn thấy cầu này họ cách điệu bằng một cái thân gỗ khoét ruột rất là hay các bạn. Một lần nữa Nhân xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video trải nghiệm tiếp theo.